Còn nhiều bạn trị mụn với các aspirin thì lầm tưởng rằng aspirin nó có cái gì đó nó liên quan đến salicylic acid, cho nên là công dụng của nó sẽ tương tự, đó là sẽ làm tẩy tế bào chết cho da này và sẽ điều trị những cái mụn bít tắc và có thể là đào thải nhân mụn. Nhưng thực chất thì không phải, aspirin thì nó sẽ công dụng nó sẽ khác với cả cái salicylic acid hay còn gọi là DHA. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc và mình là Nguyễn Ngọc, bác sĩ da liễu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những cái lưu ý chúng ta cần phải biết trước khi quyết định sử dụng aspirin để trị mụn nhé. Và nếu như các bạn mới đến kênh YouTube lần đầu tiên thôi thì các bạn hãy tham gia vào trong group skincare khoa cùng bác sĩ Ngọc này và like fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc nhé. Hàng ngày thì bác sĩ Ngọc sẽ có rất là nhiều bài viết và nhiều clip để đăng lên cả group và fanpage. Chúng ta có thể lên fanpage để có thể hỏi đáp với bác sĩ Ngọc này, cũng như là lên group để có thể hỏi và có rất nhiều bạn khác giúp chúng ta trả lời nữa. Và với video ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ chia ra làm hai phần để làm rõ cho các bạn này. Phần đầu tiên là sẽ nói lại một chút về cái công dụng của aspirin đối với cả làn da, và phần số 2 là sẽ đưa ra 5 cái lưu ý chúng ta cần phải chú ý để khi dùng aspirin sẽ có hiệu quả trong trị mụn. Và đầu tiên thì nói lại một chút dành cho những bạn nào mà chưa xem video lần trước, thì aspirin nó là thuộc nhóm thuốc chống viêm non-steroid, tức là một hiểu nôm na là một cái là corticoid, một cái là không phải corticoid ý. Thì cái aspirin nó thuộc cái nhóm mà non-steroid như vậy, và nó sẽ có tác dụng đó là hạ sốt này, giảm đau này và chống viêm này. Và đối với cả trên da của chúng ta, nếu như mà dùng bằng đường bôi aspirin thì nó cũng sẽ có công dụng là giảm viêm chung theo cái công dụng giảm viêm của aspirin, và đối với cả mụn thì nó cũng sẽ có thể làm giảm viêm của mụn. Tuy nhiên không phải cứ bảo aspirin dùng để trị mụn là cứ thế là dùng đâu, không phải là cứ nghiền ra dùng như bình thường đâu, mà sẽ có rất là nhiều những cái lưu ý trong quá trình mà dùng aspirin để trị mụn và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần 2. Và cái lưu ý đầu tiên chúng ta phải chú ý đó là chúng ta sẽ không dùng aspirin trong trường hợp mà điều trị mụn ẩn và các bít tắc ở trên da. Bởi vì aspirin hay còn gọi là acetin salicylic acid ASA, và nó là một dẫn xuất của salicylic acid thôi. Và nhiều bạn trị mụn với các aspirin thì lầm tưởng rằng aspirin nó có cái gì đó nó liên quan đến salicylic acid, cho nên là công dụng của nó sẽ tương tự, đó là sẽ làm tẩy tế bào chết cho da này và sẽ điều trị những cái mụn bít tắc và có thể là đào thải nhân mụn. Nhưng thực chất thì không phải, aspirin thì nó sẽ công dụng nó sẽ khác với cả cái salicylic acid hay còn gọi là DHA, và công dụng của nó thì sẽ là về giảm viêm cho mụn, còn đối với cả DHA thì sẽ là đẩy nhân mụn lên, đúng không ạ? Vì thế cho nên những bạn nào mà có tình trạng mụn ẩm, mụn đầu đen, bít tắc da nhiều mà muốn dùng aspirin để trị mụn thì nó sẽ không phát huy được tác dụng. Và lưu ý số 2 khi mà dùng aspirin để trị mụn đó chính là chúng ta sẽ không phụ thuộc vào một mình aspirin. Bởi vì chúng ta biết rằng là mụn sẽ có rất là nhiều cơ chế hình thành mụn, đó là về dầu thừa bít tắc trên da này, tế bào chết bít tắc này, và tình trạng viêm và vi khuẩn. Thế thì đối với cả aspirin nó sẽ chỉ giúp chúng ta giảm viêm mụn thôi, tức là những cái mụn nó đang viêm thì khi mà dùng aspirin ở trên da nó sẽ giúp cho xe cái mụn lại hơn, khô hơn và giảm viêm nhanh hơn. Còn đối với cả để ngăn ngừa nhân mụn mới và làm giảm dầu thì aspirin nó sẽ không có phải những cái tác dụng đấy. Và đôi khi các bạn mà bị tình trạng bít tắc nhiều chúng ta cũng đâu phải là dùng aspirin để trị mụn, đúng không ạ? Vì thế cho nên chúng ta cũng sẽ không phụ thuộc vào một mình aspirin mà sẽ phải có cái phác đồ chuẩn trị mụn khác, và chúng ta sẽ chỉ dùng aspirin trong những trường hợp nào mà cần thiết với cả những cái mụn mà cụ thể có viêm thôi. Và lưu ý số 3 đó là chúng ta sẽ phải thử trước một chút khi mà dùng aspirin. Chúng ta thử một vùng nhỏ trước thôi chứ không phải là dùng trên cả một cái diện rộng mụn. Bởi vì aspirin thì nó cũng có khả năng là dễ gây khô da và dễ gây kích ứng da nếu như mà chúng ta nhạy cảm. Chính vì thế cho nên là khi mà các bạn dùng aspirin ý, thì chúng ta sẽ nghiền vài viên aspirin ra cho một cái chén có nước ấm một chút. Sau đó thì sẽ lấy một cái bông sạch để chấm vào đó và thấm lên trên da của chúng ta cái vùng mà có mụn ý. Nhưng chúng ta hãy thử trên một cái vùng da nhỏ trước xem mà nó có bị kích ứng quá hay không, rồi chúng ta mới áp dụng ở trên cái diện rộng hơn. Và lưu ý số 4 đó là chúng ta sẽ phải dưỡng ẩm tốt khi mà dùng aspirin trị mụn. Bởi vì aspirin cũng giống như là những cái loại mà bôi để trị mụn khác, nó cũng sẽ có khả năng là làm khô da hơn và da nó sẽ dễ kích ứng hơn. Vì thế cho nên là chúng ta hãy dưỡng ẩm thật là tốt khi mà dùng aspirin trị mụn. Dù là các bạn sẽ dùng đó là làm sạch da này, sau đó thì sẽ nghiền aspirin cho vào một cái chén có một chút nước ấm này, chấm lên da này, sau đó chúng ta để khoảng 15 phút thôi. Sau đó thì mình sẽ rửa đi, vỗ toner lại, sau đó chúng ta phải dưỡng ẩm thật là tốt để đảm bảo là da không bị khô, không bị kích ứng hơn. Vì nếu như mà da khô thì nó sẽ càng tiết nhiều dầu hơn và chúng ta có thể là bị mụn nặng hơn nữa. Và lưu ý số 5, lưu ý cuối cùng ở đây đó là chúng ta phải chú ý chống nắng kỹ khi mà dùng aspirin trị mụn, cũng giống như là dùng tất cả những cái loại treatment khác, từ những loại mà làm sáng da cho đến những loại trị mụn chống lão hóa như là tretinoin này, vitamin C này, hoặc là retinoid nói chung này, rồi thì niacinamide, rồi thì AHA v.v. thì cũng như vậy, khi mà chúng ta áp dụng trên da chúng ta đều phải chú ý chống nắng rất là kỹ, vì nó đều có khả năng là khiến cho da chúng ta dễ bị nhạy cảm hơn với các tác động của tia UV. Nếu như mà chúng ta dùng những loại đấy xong rồi là không chống nắng kỹ thì ra ngoài đường ấy, nó sẽ rất là dễ bị đỏ da, kích ứng và thâm mụn lâu hơn, và có thể là còn dễ bị nhạy cảm trên mụn viêm hơn rất nhiều. Tóm lại là trong video
ngày hôm nay thì muốn nhắn nhủ với các bạn rằng là aspirin nó công dụng nó sẽ không giống như là đối với cả salicylic acid hay còn gọi là BHA. Hai cái công dụng này nó sẽ khác nhau và cái cách dùng ở trên từng loại mụn nó cũng sẽ khác nhau nữa. Và những cái lưu ý khi mà dùng với cả aspirin thì bác sĩ Ngọc có thể tóm gọn lại một chút. Đầu tiên đó là không dùng aspirin khi mà các bạn có nhiều mụn ẩn ở trên da. Số 2 đó là không phụ thuộc vào một mình aspirin để mà trị mụn, bởi vì mụn nó có rất là nhiều cơ chế, chúng ta sẽ phải áp dụng nhiều biện pháp kết hợp với nhau và cả cái chăm sóc da chuẩn nữa. Và số 3 đó là chúng ta phải test trước khi mà dùng trên diện rộng hơn, hãy test một vùng nhỏ để xem là nó có kích ứng, có dị ứng gì với các sản phẩm hay không rồi chúng ta mới dùng tiếp. Số 4 đó là chúng ta sẽ bôi dưỡng ẩm phải là tốt khi mà dùng kết hợp với các aspirin cũng như là những loại treatment khác để tránh kích ứng và tiết nhiều dầu thêm. Và số 5 đó chính là chúng ta chống nắng kỹ để hạn chế tình trạng nhạy cảm về tia UV. Và hy vọng là qua video ngày hôm nay thì các bạn đã có thêm nhiều hiểu biết hơn về aspirin cũng như là những lưu ý trong quá trình trị mụn với cả aspirin rồi. Và nếu thấy nó hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó rộng rãi đến tất cả mọi người. Và nếu yêu mến bác sĩ Ngọc thì ấn đăng ký kênh YouTube này và ấn thêm vào hình quả chuông nữa để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn trên kênh YouTube này nhá. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.